Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Tóc Quỷ Nhân. Chương 3337, gia nhập đội ngũ nhị. Đang chờ đợi trong quá trình lại có hai cái khách không mời mà đến, một cái Tào Vĩ Ba, một cái là Trần Ấu Bân. Bọn hắn cũng đều là bị pháp thuật công hội mời, xin mời qua đây tham gia hành động. Pháp thuật công hội hết thảy phái ra 10 cái tiểu đội, một tiểu đội mười mấy người, cho phép mọi người tự do tổ đội. Thế là hai gia hỏa này lập tức liền đến tìm tổ chức. Lại qua vài ngày nữa, pháp thuật công hội cái cuối cùng tiểu đội tới, gọi điện thoại nhường Diệp Tiểu Mộc đi cái nào đó khách sạn gặp mặt. Diệp Tiểu Mộc đi sau đó, tại khách sạn này trong phòng tiếp khách gặp được cái kia lâu ngày không gặp mỹ nữ Nguyên Tịch. Diệp Tiểu Mộc không nghĩ tới chính mình lại bị nàng tự mình tiếp đãi, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nguyên Tịch xuyên qua một kiện caro áo ngủ, nhìn qua 10 phần lười biếng, không có trang điểm, miễn cưỡng ngồi tại bàn trà trước, bưng lấy một quyển tạp chí đang nhìn. Mặc dù rất nhiều người nói mỹ nữ đều là trang điểm đi ra, nhưng thật sự có người chính là thiên sinh lệ chất. Diệp Tiểu Mộc khoảng cách gần nhìn qua Nguyên Tịch, càng chắc chắn thuyết pháp này Nguyên Tịch chính là loại người này. Không thi phấn trang điểm, nàng nhìn qua càng thêm tự nhiên, mà lại nàng khí chất vô cùng tốt, coi như đặt ở một đống đồng dạng xinh đẹp nổi tiếng trên cộng đồng mạng bên trong. Diệp Tiểu Mộc cũng tin tưởng nàng nhất định là được quan tâm nhất cái kia. Trước mắt Nguyên Tịch mang theo kính mắt nhìn xem tạp chí, nhìn qua rất giống cái đến đây Vân Nam nghỉ phép văn nghệ nữ thanh niên. So sánh Diệp Tiểu Mộc quẫn bách, nàng ngược lại là 10 phần hào phóng, chào hỏi Diệp Tiểu Mộc đi qua uống trà. Các loại Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống về sau, nàng cho Diệp Tiểu Mộc rót chén trà, nói chuyện phiếm bắt đầu, trò chuyện Xuân Thành, khí hậu, du lịch phong quang cái gì. Diệp Tiểu Mộc đối cùng người câu thông không quá lành nghề, rất nhanh liền không có bảo. Một bình trà sắp uống hết rồi, Nguyên Tịch mới nói lên chính sự, để nó xung làm dẫn đường. Ta cũng muốn tham gia hoạt động, cũng đồng ý giúp đỡ. Bất quá, các ngươi thật không thể quá mong đợi ta. Ta mặc dù là người địa phương, nhưng đối vùng núi không phải hiểu rất rõ, cùng với các ngươi không sai biệt lắm. Vậy cũng so với chúng ta thật được nhiều, Nguyên Tịch cười cười. Mà lại, ta tìm ngươi còn có một nguyên nhân, chính là lần trước thí luyện bên trong, ta đối biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Ngươi rất thông minh, tính cách cũng đầy đủ kiên nghị. Tương lai, pháp thuật giới có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh, nhu cầu cấp bách nhân tài, tại pháp thuật công hội trọng điểm bồi dưỡng trên danh sách, ta đem ngươi liệt lên đi. Ta, Diệp Tiểu Mộc trừng lớn hai mắt, ta không được à, ta chút thực lực ấy, pháp thuật công hội có nhiều cường giả như vậy, từng cái đều so với ta mạnh hơn. Nguyên Tịch cười nói, liền bởi vì bọn hắn mạnh, rất mạnh mẽ, cho nên không cần nuôi dưỡng a. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nàng lời nói này ngược lại cũng không thành vấn đề, bất quá vẫn là có một loại cảm thụ
sủng nhược kinh. Tốt, ngươi trở về chuẩn bị một chút, chờ ta thông tri, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xuất phát. Cái kia, ta còn có mấy cái bằng hữu, nói xong cùng nhau. Nguyên Tịch hỏi, đều có ai? Diệp Tiểu Mộc đem danh tự nói ra, nói đến Trần Hiểu Húc lúc, dựa theo lão Quách yêu cầu, cũng không nói đến lai lịch của hắn. Đại bộ phận đều biết, đều là đáng giá bồi dưỡng, để bọn hắn cùng một chỗ đi. Diệp Tiểu Mộc cáo từ muốn đi, Nguyên Tịch lại gọi lại hắn, hỏi hắn xế chiều ngày mai có rảnh hay không. Ta rất thích uống trà, các ngươi bên này Phổ Nhị cùng Điền Hồng đều uống rất ngon, nhưng ta tìm không thấy chính tông, ngươi theo giúp ta đi mua một ít. Cái này chỉ sợ là cái gì ám chỉ. Diệp Tiểu Mộc mặc dù mộc, nhưng cũng cảm thấy, nhất là Nguyên Tịch có chút ngửa đầu nhìn hắn, cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế nhưng là ta không hiểu nhiều trà, chỉ sợ không giúp được ngươi, Diệp Tiểu Mộc ngập ngừng nói. Nguyên Tịch khóe mắt rủ xuống một đạo hắc tuyến, gia hỏa này chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ chuyển thế sao? Chỉ ít ngươi là người địa phương, đường đi cái gì cũng so ta quen, ngươi theo giúp ta đi thôi. Vậy cứ thế quyết định, ta đi ngủ một hồi, ngày mai gặp a. Diệp Tiểu Mộc còn có thể nói cái gì? Trở về lão Quách nơi đó, tất cả mọi người tại, Diệp Tiểu Mộc liền đem sự tình nói một lần. Tô Yên tại chỗ cũng không nói cái gì, ban đêm cùng hắn cùng một chỗ khi về nhà, chờ bọn hắn đều không tại, lập tức liền mang theo lỗ tai nói ra, ngươi có phải hay không rất chờ mong cùng nguyên đại mỹ nữ hẹn hò a? Ta muốn cự tuyệt, nhưng nàng không dung ta cự tuyệt. Hừ hừ, ngươi còn không phải xem người ta dung mạo xinh đẹp, không đành lòng cự tuyệt. Tô Yên đi đến phía trước đi, hờn dỗi không để ý tới hắn. Diệp Tiểu Mộc mau đuổi theo, lại tiếp lấy giải thích, cho nên ngươi ngày mai có đi hay không đâu, đây mới là mấu chốt. Tô Yên liếc mắt nhìn hắn, ta đã đáp ứng à. Tô Yên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy ngươi liền đi, mua xong lá trà lại đi nhìn cái phim, ăn ánh nến bữa tối. Uy, ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Nhỏ như vậy sự tình. Tô Yên quay đầu nhìn hắn. Đúng à, không quan hệ với ta, không đáng sinh khí đâu. Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa đuổi theo, nói ra, không phải vậy, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Ta, đúng à, ta chỉ đáp ứng nàng đi, không nói không thể dẫn người à. Tô Yên tưởng tượng cũng có đạo lý, lúc này mới bắt đầu vui vẻ, cùng hắn cùng một chỗ sánh vai, về nhà, trên đường hai người thương lượng một chút, Nguyên Tịch là pháp thuật công hội, đỉnh cấp đại lão, đắc tội nàng cũng là không tốt, dứt khoát kêu thêm người nữa bồi tiếp, dạng này hai nam hai nữ, nàng cũng sẽ không lúng túng. Thế là giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc đi tìm mấy cái tiểu đồng bọn, Tào Vĩ Ba, vừa vặn hai ngày này đi tìm nơi đó pháp thuật dưới bằng hữu chơi, không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Trần Ấu Bân là cái võ si, nắm lấy Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ ứng chứng pháp thuật, hai người đối hẹn hò đều không có hứng thú, nhất là không muốn cùng Nguyên Tịch liên hệ, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đối với chuyện này. Thế là Diệp Tiểu Mộc đi cầu khẩn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc là cái dễ nói chuyện,
không chịu được Diệp Tiểu Mộc cầu khẩn, đáp ứng. Cơm trưa thời điểm, Diệp Tiểu Mộc WeChat bên trên thu đến Nguyên Tịch gửi tới tin tức, thế là hẹn cái địa phương gặp mặt. Cơm nước xong xuôi, Tô Yên biểu thị muốn đi trang điểm. Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc ngay tại bên ngoài chờ lấy, chờ nhanh nửa giờ mới ra ngoài. Nhìn thấy Tô Yên trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc ngây dại. Thế nào, chưa thấy qua mỹ nữ? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, chỉ là chưa thấy qua cái dạng này ngươi. Tô Yên hóa nùng, trang, tóc cũng tỉ mỉ làm qua, còn xuyên qua một kiện phi thường thời thượng quần áo, ăn mặc cũng muốn đi tham gia tiệc tối. Ngươi liền nói xem được không? Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ gật đầu. Lão Quách ở bên cạnh trợn trắng mắt, hắn đương nhiên biết Tô Yên tiểu thủ đoạn, âm thầm thở dài. Nữ nhân A, luôn lên như thế, thích tranh giành tình nhân. Ba người cùng đi ra, tại ước định gặp mặt công viên, gặp được chờ ở nơi đó Nguyên Tịch. Nguyên Tịch mặc một bộ màu lam, áo thun cùng quần jean, phi thường hưu nhàn cách ăn mặc, trong tay bưng lấy hai chén trà sữa, ăn mặc như cái nữ học sinh. Nhìn thấy ba người bọn họ cùng một chỗ, Tô Yên ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng tươi cười, cực kỳ hào phóng mà tiến lên cùng Tô Yên chào hỏi. Ta vốn là muốn cho Tiểu Mộc đem ngươi kêu lên, còn sợ quá mạo muội, ngươi có thể đến thật quá tốt rồi. Chỗ này dịch sai rồi, phải là Nguyên Tịch. Ngươi thật xa tới, ta người địa phương này đương nhiên muốn tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Hôm qua Tiểu Mộc nói với ta, ta liền tự tác chủ trương nhất định phải tới bồi bồi ngươi. Đúng à Tiểu Mộc? Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3338. Mặt khác của Nguyên Tịch. 1. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn hắn, Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng cái kia cảm khái, cái này hai muội tử, nói láo, đều không mang theo đỏ mặt đó a, thật là đáng sợ. Vị này là Nguyên Tịch tầm mắt chuyển hướng Trần Hiểu Húc, Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giới thiệu, chỉ nói danh tự, thuận miệng nói rồi cái trước đó bịa chuyện môn phái. Đây cũng là Lão Quách yêu cầu, muốn ẩn tàng thân phận của Trần Hiểu Húc. Đến mức danh tự cũng chẳng có gì, dù sao Trần Hiểu Húc cũng không có xuống núi. Cùng người tiếp xúc qua, không ai nghe nói qua hắn. Nguyên Tịch tiến lên cùng hắn nắm tay, Trần Hiểu Húc cảm giác được một luồng linh lực thuận bàn tay tiến vào chính mình kinh mạch. Hắn bản năng vận khí ngăn cản, cái kia cỗ linh lực lập tức liền rụt trở về. Nguyên Tịch cười với hắn một câu, khách sáo vài câu. Nguyên Tịch đem trà sữa đưa cho Tô Yên, vốn là cho Diệp Tiểu Mộc, hiện tại ba người cũng chỉ có thể để cho Tô Yên rồi. Tô Yên nhiệt tình đi qua kéo lên cánh tay của nàng, mang nàng đi dạo phố. Lúc đầu là Nguyên Tịch muốn mua lá trà, kết quả bị Tô Yên kéo lấy đi dạo đến trưa đường phố, mua tốt mấy bộ y phục. Nguyên Tịch mỗi lần thay quần áo đều tìm hai tên nam sinh giúp đỡ tham khảo, biểu hiện được phi thường quen thuộc cùng tự nhiên. Cái này khiến Diệp Tiểu Mộc đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn là cùng Nguyên Tịch cùng một chỗ hành động qua, gặp qua Nguyên Tịch đối với những pháp sư kia bọn họ khống chế. Tại trong khi hành động, nàng biểu hiện được 10 phần nghiêm khắc mà lại chuyên nghiệp, ăn nói có ý tứ. Bởi vậy mặc dù chung đụng một hồi, nhưng Nguyên Tịch biểu hiện hôm nay nhường hắn cảm giác mình giống như lần thứ nhất nhận biết nàng. Không thể phủ nhận,
nàng là một cái 10 phần có lực tương tác người, để cho người ta không nhịn được sẽ đối với nàng sinh ra hảo cảm. Mặc dù Diệp Tiểu Mộc biết đó là cái đùa giỡn tinh một dạng nhân vật, loại cảm giác này hay là vung đi không được. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lúc trước nghe được những cái kia có quan hệ nàng truyền ngôn thật giả rồi. Trọng yếu nhất một điểm, đi cùng với bọn họ, Nguyên Tịch máy may đều không có biểu hiện ra cảm giác ưu việt, cũng không có một chút giá đỡ, tựa như bình thường bằng hữu. Như thế còn thường xuyên chảy ra tiểu nữ sinh cái chủng loại kia thần sắc phi thường tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình tính ý chí kiên định, có đôi khi cũng không khỏi có chút phân tâm, mà Trần Hiểu Húc đã sớm đem con mắt đều nhìn thẳng. Tại lại một lần, Tô Yên bồi Nguyên Tịch tiến một nhà tiệm giày thử giày thời điểm, Diệp Tiểu Mộc vụng trộm hỏi Trần Hiểu Húc: "Uy, ngươi cảm thấy Nguyên Tịch thế nào?" "Cái gì?" Trần Hiểu Húc so Diệp Tiểu Mộc còn ngốc, hỏi ngược lại: "Đừng giả ngu rồi, ta nhìn ngươi một mực đang len lén nhìn nàng. Ôi, ngươi mặt đỏ rần, ngươi cảm thấy nàng thế nào a?" "Ta nữ sinh tiếp xúc không nhiều, nàng nhìn rất đẹp, người cũng rất thú vị." Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, biết hắn là bị Nguyên Tịch cho mê hoặc, bất quá cái này cũng bình thường đi. Diệp Tiểu Mộc để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình không phải mình trong lòng có người, chỉ sợ thấy đến Nguyên Tịch dạng này cũng chống đỡ không được đi. Cái này không riêng gì mỹ mạo vấn đề. Từ tiệm giày đi ra, Tô Yên chào hỏi bọn hắn đi qua hỗ trợ xách đồ vật. Nguyên Tịch nhìn xem bọn hắn vui vẻ cười: "Vất vả hai người các ngươi a, ta mời khách, chúng ta đi ăn cơm đi." Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch bắt đầu vô tình hay cố ý tìm Trần Hiểu Húc nói chuyện. Trần Hiểu Húc luôn luôn đỏ mặt, Nguyên Tịch thì càng muốn đùa hắn. Sau khi ăn xong, nàng lại đưa ra đi xem phim, nói là gần nhất The Avengers 18 chiếu lên, một mực không có rảnh đi xem. Tô Yên lúc đầu rất mệt mỏi, bất quá nghĩ đến khó được thư giãn một tí, thế là lôi kéo Diệp Tiểu Mộc hai người cùng đi. Kết quả bởi vì phim nhựa mới vừa lên chiếu quá nóng nảy, chỗ ngồi không nhiều, bốn người không thể mua được một khối, chỉ có hai hai cùng nhau. Thế là tiến vào rạp chiếu phim sau đó, Nguyên Tịch cười đối Tô Yên nói ra: "Ta đến bồi tiểu ca ca ngồi đi, cho các ngươi sáng tạo cơ hội." Tô Yên ngược lại là vui vẻ tiếp nhận rồi. Thế là bốn người chia hai bên ngồi. Ngươi xem qua hàng loạt phía trước mấy tập sau, ngồi xuống về sau, Nguyên Tịch hỏi Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lắc đầu nói: "Ta chỉ nhìn qua phía trước mấy bộ, ân, giống như có cái gọi Thanos." "Thanos, trời ạ, đó là bao nhiêu năm trước rồi." Nguyên Tịch mở ra một túi quả hồ chăn: "Ngươi cho ta bóc vỏ, ta kể cho ngươi giải phía trước nội dung cốt truyện. Không phải vậy, ngươi xem không hiểu." Bởi vì sợ quấy nhiễu được bị người, Nguyên Tịch đem miệng cơ hồ tiến đến hắn bên tai, cùng hắn giới thiệu hàng loạt trước mặt nội dung cốt truyện. Trần Hiểu Húc lột quả hồ trăn đưa cho nàng: "Uy, hai người bọn hắn tốt thân mật." Tô Yên vụng trộm hướng cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Muốn hay không nhắc nhở Hiểu Húc?" "Nhắc nhở cái gì?" "Nhắc nhở Nguyên Tịch đi qua những cái sự tình kia." Tô Yên lông mày lập tức nhăn lại đến. Cái này ở chung được đến trưa, cảm giác cùng biến thành người khác,
lúc trước kia chút truyền ngôn cũng chưa chắc chính là thật. Có thể nàng lần trước đối ta ngạch, cái này hay là đừng nói nữa. Hiểu Húc chưa hẳn tin, chỉ ít tạm thời không thể nói. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy cũng thế. Ngươi nói Nguyên Tịch vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, coi trọng hắn rồi? Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc thảo luận. Có lẽ đi. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới trước đó lúc ăn cơm, Nguyên Tịch cũng là một mực nói chuyện với Trần Hiểu Húc. Hắn bắt đầu nghĩ Nguyên Tịch tại sao muốn làm như thế, là thật coi trọng hắn hay là có mưu đồ khác? Nếu như nói nàng lại là mục đích gì, giống như cũng không trở thành. Dù sao nàng cũng không biết thân phận của Trần Hiểu Húc. Coi như biết, giống như lấy thân phận của Nguyên Tịch địa vị, cũng không cần thiết dùng loại địa phương, dùng loại phương pháp này để lấy lòng hắn a. Nguyên Tịch về sau lại ăn lên quả mận, kết quả hột quả mận không có địa phương thả. Thế là nhường Trần Hiểu Húc vươn tay, đã ăn xong liền đem hột quả mận nôn tại trên tay hắn. Trần Hiểu Húc cảm nhận được một loại trước nay chưa có thần kỳ cảm giác. Xem chiếu bóng xong, bốn người cùng một chỗ trở về. Tô Yên kêu Tích Tích, ba người trước tiên đem Nguyên Tịch đưa trở về, sau đó cùng nhau về nhà. Cảm giác thế nào trở về trên đường? Tô Yên cố ý hỏi Trần Hiểu Húc. Người rất không tệ. Ha ha, làm sao ngươi biết ta hỏi là ngươi nàng thế nào? Trần Hiểu Húc ngây ra một lúc, phát hiện chính mình bị hố mẹ rồi, đỏ mặt cúi đầu. Lúc chia tay, Tô Yên đổi một bộ nghiêm túc giọng điệu nói ra. Ta không phản đối ngươi cùng với nàng làm bằng hữu, bất quá nàng phong bình không hề tốt đẹp gì. Ân, phía sau không tốt làm nói người, dù sao chính ngươi chú ý. Chúng ta sẽ phán đoán. Tô Yên liền không tốt lại nói cái gì rồi, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc cùng rời đi. Bởi vì muốn mua sắm một ít gì đó, đồng thời cũng là vì các loại tin tức, Nguyên Tịch tại Xuân Thành tạm thời ở lại, không tiếp tục ước qua Diệp Tiểu Mộc, nhưng là mỗi ngày đều đơn độc ước Trần Hiểu Húc ra ngoài. Mới đầu không ai biết, về sau hay là Lão Quách gặp hắn xế chiều mỗi ngày hoặc ban đêm đều ra ngoài, cảm giác rất kỳ quái. Tiểu tử này trước kia đặc biệt trạch, đánh đều đánh không đi ra, tiểu tử thế mà chính mình ra bên ngoài chạy. Thế là tại một buổi tối, đêm vừa trở về hắn ngăn chặn, hỏi hắn làm gì đi. Trần Hiểu Húc cũng không phải sẽ nói láo, liền đem cùng Nguyên Tịch ước hẹn sự tình nói rồi. Lão Quách trước đó cũng nghe Tô Yên bát quái dưới, nhưng không có để ở trong lòng. Lúc này mới phát giác được tình huống có chút nghiêm trọng mà hỏi: hai người yêu đương rồi? Không bắt được Diệp Tiểu Mộc thì ta bắt Trần Hiểu Húc. Có cường đại pháp lực đỉnh cao. Video của các câu đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.